Ok, hello anh em. Chào mừng anh em đến với Biết Đâu Được. Thì hôm nay mình lại có mèo của Biết Đâu Được đây. Thì hôm nay mình sẽ đem tới cho anh em một con gấu hoặc hùng vĩ. Nó sẽ full tăng anh em ạ. Thì cho món hôm nay nó là một găng tay băng giá nha anh em. Tôi cũng xem rồi. Tí nữa tôi chả hiểu tại sao tôi lại to đến vậy. Chơi cái này chắc nâng đúp. Đấm bỏ mẹ bây giờ mất kịp đây. Thật ra có cái combo nhanh lắm nhưng mà tôi chưa học được, tôi chưa biết có thử được hay không. Hai con ngon quá mà không ăn được tức. Ui sao có con Java này nữa. Ui vừa quá chạy xấu quá. Ghê mấy ông, ổng còn me tôi nè, ổng chưa có về đâu mấy ông. Ôi liu anh. Đấm con xe nè, đấm ô tô. Lại hụt đi. Đây. Ôi, nó quýnh tôi, đường nào nó cũng quýnh tôi để cho nó hả già. Trời ơi, mày đùa tao. Đấm gì mà không chết gì mà xạo ghê. Trời ơi má nó ngừng bắn rồi mà. Được. Ánh mắt như này. Ủa, tôi sát thương đam mà sao nó lại có sát thương phép cho con kia thế nhở. Rõ ràng không? Tôi quýnh đam không mà vậy mà. Chắc do cái bàn tay tôi có nội tại nè. Sao mà nó quýnh tôi. Vậy là tính ra nội tại nó coi như quất rồi. Nó đâu nghĩ ra cái trường hợp này sẽ diễn ra với nó đâu. Dám chơi tôi. Chạy xíu quá, sợ quá. Tôi giờ mà tôi vô tôi quýnh luôn cái thằng Javan nó mới gọi ghê. Từ từ nó còn tài le sao á. Nice, vậy thôi. Chúng ta đã lập được chiến tích. Mèo. Ok, thì món đầu của hôm nay chúng ta nó sẽ là món này. Là một nè, giáp gai là hai nè. Và giày thì... giày còn thiếu không nhỉ? Không. Giáp tiếp, máu. Đấy, lên tụi con luôn cả hai. Wow. Bây giờ mấy cái quả này là gãi trước cho nó có. Vô đài công việc đang có là tôi đó. Chiến thần vàng. Ôi ơi. Lâu lâu con nghiệp nó cứ che cái đường của tôi đó, lên nó ganh nó kìa, mà già nó. Hello motherfuckers. Let's do this. Nope. Oh no. Ông cùng với tôi là ông hỏng rồi, quýnh nó bạn ơi. Hay quá, cứu viện nào, farm đi cho các bạn đấy. Đấy, ok được phải đấy. Từ từ ư thử nè, vô không. Dạ dám đụng tôi, dám đụng tôi nhanh cho lắm là được gì đâu. Trời ơi. Sao ổng không hụt của xe nhỉ? Tí nữa tôi làm ổng hụt của xe. À cha. Không để. Đấm cái này nữa, chịu bể rồi, rồi, về thôi. Chịu bể rồi, tốt cái gì. Đã kêu là chịu bể rồi.
tao quýnh bỏ mẹ mày luôn. Còn... trời nó chạy kìa, tức không, nhìn nó chạy kìa. Tôi là một con gấu, tôi là một con gấu, quýnh nó anh em. Đúng rồi, nó phải cái tầm đó. Đánh, 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 đánh. Chạy đi. Rồi sao? Kêu hai đó chơi sao? Ông nội Ly sao sao á, ông chơi game ông kiểu như ông bị mất cần đời hay sao? Rồi coi kìa, có mấy ông giống như là tự hủy vậy. Chui vô để tự hủy. Chứ nữa, cái đó là chui vô tự hủy rồi. Cái đó chơi game cái đâu. Mày chạy đi con, chạy vô nhanh nha, chứ không chết á. Đó, hợp lý luôn. Không, tôi mua đồ xẹt 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 cái xong rồi. Mặc dù tôi không biết là tôi đang vừa mới mua cái quần gì luôn. Đây 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 đây. Tôi giờ tôi chóng mắt lên mấy ông đét kiểu gì với tôi. Ừ, khỏi tốn. Tôi chóng mắt lên coi mấy ông đét với tôi cái gì. Mấy ông thấy tôi một con gấu khổng lồ. À, lại quýnh bộ tôi rồi, đập đập cái đã. Chạy. Ui. Nói chung là chưa có cái giáp tâm linh nên đâm ra là chưa hút máu được anh em. Để coi hàng nào nó lên ấy nè. Đây nè, này nè. Không sao, nhưng mà nó có quýnh được mình đâu. À, thôi lên này. Combat này mà ăn ngon. Hơi sai mình hơi chậm. Đó này nè, Java này mọi người. Kìa, nó qua qua ông đó. Nó mần ông đó. Nó muốn mần ông đó. Mày khùng không? Tôi giờ đóng chay với nó luôn, tôi đóng chay với nó luôn. Are you okay? Hello, Belly. Chạy đi. Ừ. Ghê vậy. Trình độ đó nó biến về luôn. Ngon. Ổn không boy? Are you okay? Chơi này nha, không chơi nữa. Này, vậy là được rồi. Tôi trâu quá, tôi cho nó gõ này giờ luôn. Rồi bao giờ chúng mày mới cứu được tao? Tao cho AD chút trước. Hai quỷ khổng lồ đi mọi người. Đây các bạn hãy tận mắt chứng kiến những thành tựu. Bà mày quýnh tao đều quýnh hoài. Cái này người ta gọi là càng nát đối phương nè. Gia xua lướt với chúng tôi. Gọt chết cụ mày luôn. Ờ
trâu quá phải không? Mà dù tôi chưa có cái kia đó mà tôi vẫn trâu như thế đó. Chạy đi come on boy. Tập tới đây. Cứu các bạn là nghề của mình. Một mạng. Tới luôn không? Vô. Ngay với mấy này. Hai bò, tới này nè bò. Hai. Đấm bò mẹ luôn. Ơ. Mày nghĩ cái chỗ này gì làm gì được mày? Hả? Trời ơi coi tôi giờ tôi hơi bị khóa luôn, về thôi. Bây giờ kiểu như bây giờ á. Bây giờ tôi kiểu như là bây giờ là một con quái vật với một cái con quái vật hai. Đi top. Đi ừ thì đi. Hai cần hết luôn á. Hay tới được vậy là ngon. Chết mẹ tôi lộn nút phải không? Nút hai mới đúng. Vô tới trụ nhà người ta luôn. Ông máu thế. Trời ơi, tôi nhấn lộn cái khiên với cái thú tượng thạch giá chứ không phải là gì phải không? Rồi coi bên kia kìa, chị em hết lại đến nhà luôn. Ok, thì kèo hôm nay nó cũng thú vị không kém. Và tôi là thằng đỡ đam nhiều nhất trong game. Đấy. Thì anh em thấy hay cho mình xin một like và nếu được một chia sẻ nha. Anh em có kèo gì hay thì anh em cứ comment ở dưới, mình sẽ làm cho anh em. Thank you anh em đã xem kênh. Hẹn anh em vào ngày mai nhé.